Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là địa phận của thị trấn Long Điền giáp với lại thành phố Bà Rịa quý vị nhé. Ở đây là mặt tiền đường Võ Thị Sáu. Thì tôi đang đứng trên đây là một cái căn biệt thự nhà vườn có diện tích gần 900 m², chiều ngang là 13 m. Đã xây tường bao hết tất cả các thứ rồi. Đấy, chát chít bên trong luôn nhá. Đây, bên trong sâu vào 70 m. Đấy. Có 300 m đất ở rồi. Đã trồng cây, hồ cá, đã nuôi cá rồi đây này. Nuôi cá này. Hồ cá. Đấy, còn vẽ tranh luôn trên kia luôn đấy à. Giá đang chào bán cho lô đất, cho cái căn biệt thự này nhá. Hiện trạng quý vị nhá, đang bán hiện trạng như tôi quay video đây là 13,5 tỷ cho gần 900 m² với 300 m đất ở, chiều ngang 13, sâu 70 quý vị nhá. Trồng cây cảnh các thứ này, trồng dưới này, sung này. Đây, còn cái nhà biệt thự đây. Vì gỗ nhá. Hiện trạng như này thôi nhá quý vị nhá, giá tức là giá chào bán là giá của hiện trạng như thế này thôi. Còn nếu như mà mình hoàn thiện, người ta hoàn thiện tiếp theo thì giá sẽ thay đổi quý vị nhé. À. 13,5 tỷ cho 900 m, gần 900, xấp xỉ 900 quý vị nhé. Cái này là một cái biệt thự gỗ một trệt một lầu, này ở thoải mái luôn. Có hai cái nhà, đây một cái nhà lục giác, một nhà tứ giác. Đây nhà lục giác này. Còn kia là nhà tứ giác quý vị nhá. Mặt tiền đường. Mặt tiền đường chính luôn quý vị nhá. Mặt tiền đường chính. Đây đi ra bệnh viện, từ đây đi ra bệnh viện Bà Rịa khoảng 5 phút. Dạ, rất là gần. Đã trồng cây, cây cảnh các thứ rồi. Đổ đất để trồng cây này, đất đỏ này nhá. Cây đây. Đấy, sâu 70 và đất tương đối vuông vức. Đã xây tường bao, bên trong còn cả chát vào rồi chứ không phải là xây tường thô không. Chủ nhà làm rất là kỹ. Dưới này trồng toàn hoa 10 giờ thôi này. Cái này mà 10 giờ bắt đầu nó nở ra thì đẹp cả khu vườn này luôn. Rất là đẹp. Đây là cây nhãn. Không biết đây cây gì, hàng cây không, hàng cây này giống nhau không, không biết tên. Đây quý vị nha, nhìn sơ bộ cho quý vị thấy. Và chỗ này là nhà vệ sinh này, nhà vệ sinh đặt ở đây cho nên. Kia là nhà tứ giác bốn cạnh, đằng sau đây là nhà lục giác. Đấy, 13,5 tỷ quý vị nhá. Quý vị nào có nhu cầu mua một căn nhà ở đây thì alo cho tôi nha. Đấy, một nhà biệt thự cực kỳ đẳng cấp luôn, nhà vườn với cảnh quan các thứ đã tạo sẵn rồi, chỉ việc về nhà hoàn thiện thôi. Đấy, trồng si, trồng xanh rồi các cái viên đá để tạo cảnh quan này. Đó, rất đẹp. Đây, đây là đường chính quý vị nhé. Đường chính để đi rẽ tay phải đây là đi về thị trấn Long Điền, còn rẽ tay trái là đi về thành phố Bà Rịa. Ở đây là mặt tiền đường nhé. Để sơ bộ cho quý vị biết một cái căn biệt thự gỗ, căn biệt thự vườn đấy, với cảnh quan đã tạo sẵn rồi. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau. Quý vị hãy đăng ký kênh của tôi để cập nhật những thông tin mới nhất về những sản phẩm tôi đưa lên nhé. Trồng cỏ quá tốt luôn. Hoa giấy.